Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn cách mở hay là cách chạy Pascal trên Win7 64-bit. Thì đầu tiên chúng ta sẽ xem cái Win chúng ta có phải Win 64-bit hay không. Chúng ta sẽ nhấn chuột vào đây, chúng ta chọn Property. Và ở đây chúng ta sẽ để ý đây chính là 64-bit ha, Win 64-bit. Và để chạy được và chạy full màn hình thì chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta mở Google, chúng ta lên đây, chúng ta sẽ tải hai phần mềm cơ bản nhất ở đây. Rồi, chúng ta vào Google, chúng ta gọi chữ Pascal Win 7 64 bit, gọi ra Ngô Minh Hiếu. Rồi chúng ta sẽ chọn dòng đầu tiên ha. Chọn dòng đầu tiên, chúng ta sẽ down hai cái file này vài và thế là tôi để hai cái link khác nhau. Chúng ta lỡ link mà chúng ta có bị đài, chúng ta nhấn bên đây hoặc bên đây tùy theo. Giờ tôi sẽ nhấn lại tại đây bên đây. Đầu tiên chúng ta sẽ tải Topbook về. Thì đây là notebook 0.74 Win 32. Chúng ta đào và chúng ta sẽ cài Win 64-bit. Đây chúng ta đào, chúng ta đóng cửa sổ này lại. Tương tự chúng ta nhấn vào đây, chúng ta để chúng ta đào tiếp. Đây là Pascal. Ta đợi chương trình tiến hành nào. Đây nào này. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ nhấn vào phần folder để chúng ta mở hai cái tập tin hồi nãy chúng ta vừa đào về. Và chúng ta tiến hành cài đặt. Những cái này. Đầu tiên chúng ta sẽ cài Pascal. Đây, kết thúc ở đây chúng ta sẽ tiến hành chạy bình thường. Cho đó chọn Install. Và máy yêu cầu restart lại, chúng ta cũng không cần restart lại. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ cài cái thằng này. Thằng này nãy chúng ta mới đào về, đó là chính là notebook bằng 32 bit ta net install. Cho nó follow. Tiếp tục, tiếp theo là chúng ta sẽ đóng này lại. Đóng này lại luôn. Và nó ra được cái notebook ở đây là 0.74 nè. Ở đây chúng ta kích thước vào đây thì chương trình sẽ chạy như thế này. Và đầu tiên là cửa sổ nó nhỏ như thế này thôi. Ta đóng lại ha. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ copy cái tạo một socket để đào đường dẫn Pascal. Này. Đóng lại. Chúng ta sẽ copy khúc từng cái khúc này, chọn edit. Copy. Tiếp theo chúng ta hạ này xuống và lấy chuột phải ngoài màn hình này, chúng ta sẽ chọn new và sau đó chúng ta sẽ chọn là socket và chúng ta bắt cái dòng này chúng ta mới copy vào và sau đó chúng ta nhấn vào nút net và ở đây chúng ta sẽ đặt là Pascal. Finish. Nhìn ta ra được cái này. Và sau đó chúng ta tiến hành chạy cái này. Thì Pascal chạy như thế này, nó là mượn cửa sổ của Dotbot 0.74 và cửa sổ nó nhỏ, chúng ta không thể nào full nó được. Và nếu như chúng ta có full được thì chúng ta nhấn phím Internet Enter. Nhưng mà ở đây á, thì ở đây nó sẽ bị đứng luôn, chúng ta không làm được gì hết.
chúng ta bị đứng. Sau đó chúng ta nhấn Internet Enter trở về vị trí ban đầu. Và như thế này chúng ta sẽ làm bình thường. Ở đây thì tôi sẽ chỉ cho các bạn cách mở cái webcam này sẽ full screen màn hình luôn. Và bây giờ rõ tôi nó đang ở đây, nó không lên được phím này, làm sao để tôi tạo được đây. Buộc chúng ta phải vào File và chọn Exit. Bước tiếp theo là chúng ta phải vào Computer. Chúng ta vào thư mục nãy chúng ta đã cài đặt cái thằng Dotbot đó. Dotbot 0.74. Và chúng ta nhấn ở này nè. Dotbot 0.74 option.bat. Chúng ta kích đúp vào đây. Chúng ta sẽ chọn xuống dưới đây. Nội dung ở đây. Và bây giờ chúng ta sẽ gõ chữ font này thành chữ true. Rồi chữ original này chúng ta sẽ xóa luôn. Và chúng ta gõ 0 nhân 0. Tương tự ở đây chúng ta sẽ xóa chữ này. Và chúng ta sẽ gõ 0 nhân 0. Và output này chúng ta sẽ gõ là overlay. Overlay. Và cái phần map profile này chúng ta sẽ xóa cái này. Chúng ta sẽ đặt là TAT. Sau đó chúng ta đóng này lại. Chọn Save. Rồi, sau đó chúng ta tiến hành thử lại bằng webcam để xem như thế nào. Như chúng ta đã thấy là chương trình webcam nó là cửa sổ đang là chữ full screen rồi đó. Rồi, chúng ta tiến hành soạn thảo bình thường. Ví dụ RAM full màn hình. Rồi begin. Rồi. Một câu chào nào đó thử chúng ta thử có được hay không. Chào các bạn. Và chúng ta sẽ chọn dòng read line ở đây để cho nó tạm dừng màn hình.